Mình thật lòng xin lỗi vì sau gần 3 tháng chống dịch, mình không thể chống chọi cho tới ngày cuối cùng. Trước đó một ngày sau kết quả test nhanh thì đồng đội của mình dương tính với Covid. Ngày hôm sau lúc đi làm, mình đã cảm thấy trong người khó chịu và bị sốt. Buổi chiều hôm đó trước khi ra test nhanh thì mình đã chuẩn bị đồ đạc gọn gàng để phòng cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Mặc dù đi xét nghiệm cho rất nhiều người nhưng đến khi tự làm cho chính mình cũng rất sợ. Và chính ngày hôm đó mình đón nhận kết quả dương tính với Covid-19. Các bạn biết không, lúc đó tâm trạng của mình giống như một cơn ác mộng. Mình xin lỗi vì gần 3 tháng chống chọi, mình không thể đi tới cuối cùng. Mình xin lỗi vì để ảnh hưởng tới mọi người còn lại. Mình xin lỗi vì đã giấu tất cả, đặc biệt là mẹ mình. Và mình cũng sẽ sớm quay trở lại thôi, đợi mình nha. Sau khi mà mình chuyển tới khu cách ly thì mọi người cũng đưa đồ vào cho mình. Đoạn này là tự nằm trong giường bệnh rồi vừa buồn vừa muốn khóc nè. Và đây là khu cách ly của mình, cái chỗ trạm y tế lưu động mà hôm bữa mình khoe với các bạn á. Và ngay buổi tối hôm đó thì cơn sốt, ho, sổ mũi và đau nhức kéo tới. Hơi xua cà na một chỗ là mùa này mình bao luôn combo Covid tới mùa rụng dâu và 4-5 cục nhiệt miệng dùng vào một lần. Ráng tới ngày thứ 2, thứ 3 thì mình mất luôn vị giác và khứu giác. Tức nhất là một đứa đảo bún bò mà ngay lúc này ăn bún bò cũng chẳng thấy ngon lành gì hết. Cho nên lúc này ý chí rất là quan trọng nha, dở nhưng mà cũng phải ráng ăn. Thương nhất là mọi người ở ngoài mỗi ngày có cái gì ngon là lại gửi vô cho tụi mình. Với tình hình của mình thì mình nghĩ mình chỉ bị nhẹ thôi, tại vì dù sao mình cũng đã tiêm 2 mũi vaccine và sức khỏe mình cũng tốt. Lúc mình đi lấy mẫu, những người mà tiêm đủ 2 mũi họ thường từ chối xét nghiệm tại vì họ nghĩ là tiêm 2 mũi sẽ không bị nữa, nhưng mà thực tế là mình vẫn bị nhiễm nha mọi người. Và triệu chứng cũng nhẹ hơn so với những người chưa tiêm vaccine. Thời gian này dù khá là mệt và khó thở nhưng mà mình cũng ráng vận động và tập hít thở. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe nha. Cho nên mình khuyên bạn nào nếu là F0 thì các bạn hãy cố gắng lên lạc quan nhất có thể. Chúng ta có thể chọn lựa tiêm vaccine hoặc không, nhưng không thể chọn lựa dương tính hay không dương tính với Covid-19. Cũng may là khi những đồng đội khác dương tính thì tụi mình vào ở chung với nhau và cũng lạc quan để chống chọi qua mùa dịch này. Và xin chào mọi người, mình là một F0 lạc quan. Tính ra là từ lúc vào khu cách ly cho đến ngày về thì mình giảm được khoảng 2kg. Mỗi ngày ở trong khu cách ly thì tụi mình bao luôn việc dọn dẹp nhà cửa. Xong đến buổi chiều thì tụi mình vận động tiếp. La Lisa is coming nhưng mà không thể debut được đâu nha, tại vì nhảy thấy ghê lắm. Chán tập nhảy rồi thì tụi mình lại chuyển qua workout. Tới đoạn này mới thấy là bình thường 15 phút tập theo YouTube, còn bây giờ thì u là trời, tập 15 phút nghỉ 3 hiệp, tính ra là 30 phút mới xong được một set. Thôi kệ, cố gắng vận động nhất có thể, nhảy loạn xạ cũng được, ra mồ hôi là được. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng vận động từ 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ. Và một lời khuyên cho những bạn nào là F0 là các bạn đừng có cố gắng quá mức nha, tụi mình tập vừa phải thôi. Cũng đừng quên xong mỗi buổi tập thì phải giãn cơ và tập hít thở đều đặn. Sau 6-7 ngày kể từ ngày dương tính thì mình thấy sức khỏe mình cũng đỡ hơn, cho nên mình có thể tập những bài khó hơn và lâu hơn. Trong thời gian rảnh rỗi này thì mình đặt mục tiêu đọc hết cuốn sách Nhân tố Enzyme này. Vì nội dung liên quan tới y học và sức khỏe nó khá là cứng nhắc và chán, cho nên đọc mỗi ngày tầm 1 chương hoặc là 10 trang là được rồi. Còn một công việc nữa là mở máy checkmail tìm việc làm mới. Sau dịch mới nghỉ thôi cũng thấy hoang mang hồ Quỳnh Hương rồi, bởi vì không biết sẽ bắt đầu như thế nào. Nhưng mà by the way, sẽ ổn hết thôi. Đến tầm thời điểm này là các chú bộ đội đã rút về. Và đương nhiên vẫn là những cái vẫy tay từ xa mà không kịp tạm biệt. Và thậm chí là tụi mình cũng chưa biết hết tên của các bạn ấy. Nói vậy chứ khoảnh khắc thấy họ bước ra về, trong lòng mình cũng đã gợi lên rất là nhiều suy nghĩ. Bao giờ mình sẽ được về nhà? Và thời gian ở đây với mình cũng kéo dài theo những ngày Tết. Và đến lần thứ 4 thì mình có kết quả âm tính. Cũng có lẽ là do sức đề kháng của mình khá là yếu trong đợt này. Nhưng mà sau tất cả mọi chuyện thì mình cũng đã dọn đồ để đi về. Tốt nghiệp rồi nha. My heart is for you. 사라져 아니 사라지지 마. 내 몸을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 님이